Công an phường Xuân Phú và công an phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành thủ tục trao trả lại 100 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Yến Nhi, 30 tuổi, ngụ thành phố Huế, không may đánh rơi. Trước đó, anh Lê Bá Đoàn, 21 tuổi và anh Ngô Tuấn Ngọc, 23 tuổi, cả hai cùng ngụ thành phố Huế, đã nhặt được túi sách và mang đến trình báo tại công an phường Phú Hội. Nhận lại 100 triệu đồng bị đánh rơi, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến hai anh Đoàn và Ngọc và lực lượng chức năng của công an thành phố Huế.